Golden Agarwood Jewelry, đốt nhang và xăm trầm hương, rước thêm tài lộc. Ống nhang trầm hương với mẫu mã sang trọng lịch sự, một món quà ý nghĩa, rất thích hợp dùng làm quà tặng cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đốt nhang trầm hoặc xăm trầm nơi nhà ở, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ để giúp gia chủ có một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Hương trầm rất tốt cho sức khỏe, giúp xua tan những phiền não, giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi tinh thần minh mẫn và thoải mái, thì sắc thái sẽ rạng ngời trên gương mặt. Đốt nhang và xông trầm còn giúp chiêu tài tụ lộc, xua tà đuổi chướng, sức khỏe cải thiện vì hương trầm giúp an thần định tâm, giúp ngủ ngon, sáng mắt, đẹp da, làm sạch không khí, thanh tẩy ô uế, mang lại không gian sống chất lượng hàng ngày cho bạn và gia đình. Trầm hương nguyễn, sức khỏe, may mắn và đẳng cấp của bạn.